diễn ra từ 13:30 đến 17:00 thứ tư ngày 15 tháng 6 năm 2022. Hội thảo xúc tiến sản phẩm chè của tỉnh Lai Châu vào thị trường Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á là sự kiện lớn của tỉnh Lai Châu được tổ chức tại Hà Nội. Hội thảo tổ chức nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè của tỉnh Lai Châu tìm kiếm các đối tác mới và tìm ra giải pháp thúc đẩy việc xuất khẩu mặt hàng chè của tỉnh Lai Châu sang thị trường Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á. Hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh Lai Châu cập nhật thông tin về thị trường chè ở Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á, nắm rõ các yêu cầu đặc thù của khu vực về sở thích và thị hiếu người dân, văn hóa, tôn giáo. Qua đó, định hướng cho doanh nghiệp trong sản xuất phát triển sản phẩm phù hợp, có tính cạnh tranh cao. Tìm biện pháp giải quyết trong kênh thanh toán đối với các thị trường Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á. Hội thảo sẽ có sự tham dự của khoảng 100 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ các nước Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á, đại diện các bộ ngành trung ương và các doanh nghiệp trong nước sản xuất kinh doanh mặt hàng chè theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hội thảo cũng sẽ trưng bày, quảng bá, giới thiệu tiềm năng phát triển 41 sản phẩm chè và một số sản phẩm OCOP của tỉnh Lai Châu. Hội thảo xúc tiến sản phẩm chè của tỉnh Lai Châu vào thị trường Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á. Địa điểm: nhà làm việc Bộ Ngoại giao, số 2 Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội và điểm cầu tại Trung Đông, Bắc Phi, Nam Á.